thời gian chẳng đợi ai đâu. Làm gì tốt được cho nhau thì làm. Cho là buông xả lòng tham, nguyện cầu hạnh phúc bình an khắp cùng. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Cách duy nhất để thoát khỏi vướng mắc của ác mộng, phiền não chính là thức tỉnh. Cách duy nhất để quên đi mọi bất hạnh của đời người chính là buông xuống. Có người đứng giữa đôi bờ, bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại bạc đầu, ngập ngừng bệnh trình chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên xa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi đời còn say. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng chặt trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về muôn. Dưới lòng nôi một nắm mộ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nhìn đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miệng ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằn, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gặp ghềnh sông. Một câu chuyện về nhà triết học Socrates như thế này. Một hôm, có người hỏi Socrates, ông là người có học vấn uyên thâm, vậy có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời, khoảng 1 mét. Người đó không tin. Thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1 mét. Nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1 mét, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói, phải, ai mà chả cao hơn 1 mét. Nhưng nếu muốn thông đạt khoảng cách giữa trời đất thì phải biết cách cúi đầu. Câu chuyện nhỏ này giúp chúng ta hiểu một đạo lý rằng cúi đầu chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống. Cúi đầu không phải là nịnh hót bợ đỡ, mà là biểu hiện của sự thấu hiểu nhân sinh. Ta cần học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt. Ta cần học cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải thánh nhân, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có những người không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính mình. Cúi đầu không phải là khuất phục, thấp hèn, mà là biết rằng sai nên phải sửa. Đó là cái giá phải trả. Can đảm cúi đầu trước sai lầm của mình là một hành động thông minh và quyết đoán, là một loại phẩm cách cao quý, rộng lượng mà thông dong. Có công thì mới có thể thẳng, có lui thì mới có thể tiến, có nhu thì mới có thể cương. Cần học cách cúi đầu xuống khi dục vọng tăng lên. Mong muốn của con người là vô tận, ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè đồng nghiệp làm ông nọ bà kia, trong khi bản thân mình chưa là gì hết, ta liền cảm thấy chán nản. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, ta sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là ta không nhận ra nên cũng không biết trân trọng. Rất nhiều người cả đời ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại, cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất thường là những người đã hiểu và biết cách cúi đầu. Lúc nào cũng ngẩng mặt tự phụ thì làm sao ta nhìn ra cái hay của người khác để mà học hỏi chứ. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc, chẳng biết cười,
chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Ta nên sống sao khi cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng êm xuôi như ý. Sau đây là những câu trả lời của bậc thiện tri thức giúp chúng ta tìm thấy hướng đi của mình trong đời. Hỏi: làm sao cân bằng vui vẻ và bi thương? Đáp: khi vui hãy nhớ tới lúc buồn, khi buồn hãy nghĩ tới lúc vui. Vui quá hóa buồn, buồn quá hóa bi quan. Hỏi: có sự vĩnh viễn không? Đáp: hầu như con người ai ai cũng đều cảm thấy đời vĩnh viễn và còn rất xa. Thật ra mọi sự nó có thể ngắn ngủi đến nỗi chúng ta không thể nào ngờ tới. Hỏi: những thứ mất đi có nhất thiết truy đòi không? Đáp: ngẫm cho kỹ đi, những thứ mất đi kỳ thực chưa bao giờ thật sự thuộc về bạn, thế nên không cần thương tiếc, càng không cần truy đòi. Hỏi: cuộc sống quá mệt mỏi nên làm sao cho nhẹ nhõm đây? Đáp: cuộc sống mệt mỏi một nửa là do sinh tồn, một nửa là do dục vọng và ghen tị oán hờn của mỗi người. Hỏi: làm thế nào nắm giữ hôm qua và hôm nay? Đáp: chớ để quá nhiều hôm qua và mai sau chiếm ngự vào ngày hôm nay của bạn, như thế tạm gọi là đã nắm giữ hôm nay. Hỏi: nên đối với bản thân và đối với người khác như thế nào? Đáp: hãy đối với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời không dài. Hãy đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp gỡ. Hỏi: lễ phép nên được giải thích ra sao? Đáp: xin lỗi tức là chân thành, không dối gian tức là phong độ. Nếu bạn trao chân thành nhưng không nhận lại được sự tử tế, điều đó có thể chứng tỏ đối phương đã cư xử rất vụng về và vô tình. Hỏi: làm thế nào xác định mục tiêu của đời mình? Đáp: nếu bạn biết khả năng mình ở đâu, thế giới tâm thức của bạn sẽ tự động mở ra con đường, dù đường đời đang bít lối chăng nữa. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày? Vui gì cái cuộc trả vay, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhờ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao la. Khi ngày chưa khép lại, sống ai tin tưởng mình, chớ nên lừa dối họ, hãy thật thà phân minh. Khi bước đời chênh vênh, ai chìa tay giúp đỡ, đừng vội quên hãy nhớ, thuở cơ hàn xót xa. Kẻ hết lòng thương ta, đừng cũ vong mới chuộng. Lợi danh rồi gió cuốn, tấm chân tình vĩnh miên. Biển sống đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng. Hết mưa rồi lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Chớ buộc tràn chi thêm, giữa đường trần quán trọ. Sống giữa lòng mưa gió, để thấm đời biển dâu. Khi tháng ngày qua mau, đừng dệt nhiều giấc mộng. Ngưng thả mồi bắt bóng, cốt vẹn toàn hôm nay. Thế sự mãi vần xoay, bốn mùa thay sắc áo. Mộng trùng trùng mộng ảo, mời tỉnh thức đông đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ. Đừng muộn màng sực tỉnh, lúc đời vào cơn mơ.